Xin chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ quay toàn cảnh khu nhà ở Rich Home 2 để cho cả nhà biết dự án này nha. Thì đây là đường đi vào Vân Đồn nè. Đi vào Vân Đồn nè, chạy thẳng ra đó chính là đường DT741 nha. Và hướng quay ngược trở lại, đây chính là một hướng sẽ đi vào khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng, là một trong những khu công nghiệp lớn ở Bến Cát, khu vực Bến Cát. Và đây là mặt tiền của khu đô thị Rich Home 2. Bây giờ em sẽ chạy thẳng vào cổng này để cho tất cả anh chị em và các bạn mình hình dung nhé. Khu đô thị Rich Home 2 này thì cũng đã hình thành và cũng khá là lâu rồi, hơn 3 năm rồi. Và ở trong này thì dân cư đã ở rất là nhiều rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khu dân cư Rich Home 2 này nó nằm gần với khu V-Ship 2 mở rộng, nên và cái giá của nó rất là vừa tầm với anh chị em công nhân viên. Vì thế là cái giá này phù hợp với rất là nhiều người có nhu cầu mua để ở khu vực này. Nhưng là anh chị em công nhân viên, chúng ta đi làm công ty thì lương tháng chúng ta 17 triệu, thì hai vợ chồng chúng ta cũng thể mua một căn nhà trong này để ở và sinh sống, thuận tiện cho công việc đi làm. Thì giá ở trong này tầm 700 mấy như cả nhà nha, 700 mấy một lô đất. Và hiện tại đang có một cái lô góc đây ạ. Cái căn nhà này là căn nhà góc cũng đang hiện tại đang bán nha cả nhà nha. Nếu ai muốn lấy căn góc cũng có, mà căn lẻ cũng có nha cả nhà nha. Thì đây trong này thì điện, cây xanh, vỉa hè tất cả đã được hoàn thành và lắp đặt hết. Và dân cư ở trong này rất là nhiều, sống và hiện hữu rất là nhiều, rất là sạch sẽ và an ninh như cả nhà nha. Cái giá này thì thuận tiện cho tất cả các anh chị và các bạn mình đầu tư cũng được, mà mua ở cũng được. Vì ở trong này thì đã có sổ hồng nha. Chúng ta cũng có thể là lấy sổ hồng để vay ngân hàng, mình trả góp dần dần. Và khu này thì đang chuẩn bị làm giai đoạn 2 ở ngay kế bên. Thì khi mà triển khai giai đoạn 2 kế bên thì khu này giá trong này sẽ tăng lên và nhận lên. Nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư ở khu vực này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0972332948 thì em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị em và các bạn nha. Thì giá này vừa tầm với anh chị em công nhân viên mình đầu tư cũng được, mà mình mua để ở cũng được. Ở trong này thì sạch sẽ, an ninh. Buổi chiều dẫn con hóng mát, đi chơi dạo phố rất là mát mẻ, rất là trong lành luôn. Bây giờ em sẽ chạy vào cái quỹ đất mà chuẩn bị xây giai đoạn 2 để cho cả nhà xem nha. Và đây chính là quỹ đất, đường vào quỹ đất chuẩn bị mở triển khai giai đoạn 2 ở quỹ đất bên này nha. Tại vì khi mà giai đoạn 1 mở ra thì đây là quỹ đất giai đoạn 2 chuẩn bị tiến hành ạ. Rất là lớn đúng không ạ? Rất là rộng. Vì nó gần với khu công nghiệp V-Ship 2, với cái tài chính như vậy thì thuận tiện cho, phù hợp với nhu cầu của tất cả các anh chị em công nhân viên sống và làm việc khu vực này. Nên là ngay từ ban đầu này, nếu mà anh chị và các bạn mình muốn đầu tư ngay từ phân khúc này thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.